Chào mừng cả nhà đang đến với kênh Natalia Family Cuộc Sống Brazil. Thì cả nhà ơi, mẹ mình có tới Brazil là nghỉ ngơi được mấy ngày rồi. Thì hôm nay cả nhà mới đi qua thăm ông bà nội của Natalia. Thì coi như là đây là lần đầu tiên mà hai bà Suya gặp nhau á. Thì mời cả nhà cùng theo dõi video với mình nha. Đây, chồng em bé mẹ mình mặc kiểu áo dài cách tân nha cả nhà, đi đến thăm ba mẹ chồng mình lần đầu tiên Suya gặp nhau. Ba chồng mình nói là rất vui được gặp. Welcome. She doesn't speak English. Bon dia, bye. Đây mẹ chồng. Mẹ mình đó. Thì ở đây ba chồng mình có thể nói được một ít tiếng Anh, nhưng mà mẹ chồng thì chỉ có nói tiếng Bồ Đào Nha thôi, còn mẹ mình lại nói tiếng Việt không. Cuộc gặp gỡ này quá chừng ngôn ngữ. Đây là cái cô giúp việc. Ôi bác gì á, bác gì tôi đi về. Obrigada. Cô giúp việc nói mẹ đẹp. Mẹ nói obrigada. Rồi. Mở dép ra đi giờ. Nó kể cứ tháo thì họ nói là không cần bỏ dép ra đâu, tại vì trong sàn nhà nó đang lạnh á. Nhưng mà thôi mình cứ lịch sự bỏ vô, mình mang dép trong nhà đi ha. Đây. Ela falou mời ta linda. À là mẹ mình là khen bà xui đẹp hả? Ba chồng. Đây bây giờ một cái gia đình nó phức tạp nha cả nhà. Là người mẹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Chồng mình nói là mẹ cứ tự nhiên nha, cứ tự nhiên. Ela não saiu muito. Bây giờ nó hơi phức tạp. Là người thì nói tiếng Anh, người nói tiếng Việt, người nói tiếng Bồ Đào Nha nha cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà cùng ngồi với nhau nha. Không Natalia. Chết rồi Natalia. Natalia. Đang phá cái camera. Cả nhà nha, Natalia tới là di chuyển cái camera. Đó. Rồi đã biết nó là đâu rồi là. Tắt nghĩa coi không đấy, nó cục trên. À, không nó phá đấy à, nó phá lên lại đây nè. Ôi, 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 meu Deus, esse bumbum. Primeiro vez, primeira vez. Tudo mundo. É a primeira vez todo mundo junto. Oi. Là đại mình nói là đây là lần đầu tiên mà hai Suya gặp nhau à. Giờ không biết hai ông bà xui nói chuyện với nhau kiểu gì nữa. Thì người nói tiếng Bồ Đào Nha, người nói tiếng Việt. Xin chào Việt Nam. À bây giờ sẽ giới thiệu cái nhà bên ba mẹ chồng mình bên đây, là họ sẽ thích giới thiệu nhà của họ khi mà khách lần đầu tiên tới thăm nhà, phòng ngủ, phòng khách rồi như thế nào đó. Đi với mình nha. Đây đây, đang giới thiệu phòng ngủ. Phòng ngủ. Phòng ngủ. À, rồi, em bé đây. Ok, ok, ok. Vậy thôi mẹ đi ra đây nè, ra đây nè. Tiếp theo. Phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ hai. Đó, rồi đi bên đây. Mẹ chồng đang bệnh nên ho ụt ụt ụt. Đây, đây, phòng ngủ thứ ba nha cả nhà. Đó. Rồi.
Đây thì là nhà vệ sinh. Rồi, đi đây nhà bếp nè mẹ. Để con tự giới thiệu nha. Đó, đây, nhà bếp. Nhà bếp. À, đây cái cây này là cái cây cây vú sữa hoàng kim nè cả nhà. Ừ. Mẹ chồng có một cây này là vú sữa hoàng kim nè. Đâu để cho coi cái đây, có trái chín màu vàng đây nè cả nhà. Đó, trái chín màu vàng đó. Vú sữa hoàng kim thì nó ra mùa này ra nhiều trái lắm. Đây. Đó, cả nhà thấy trái chín chưa? Đó. Quá chừng trái luôn mẹ. Tí hái à? Rồi hái. Thì cái này là bonsai của chồng mình. Bonsai. Vườn bonsai. Đây cây cốc cả nhà, cây cốc chút xíu mà cũng được hai trái à. Rồi công nhận hai trái đều ghê luôn, một cây hai trái à. À, cái cây chút xíu. Rồi. Coi trưa nay ăn gì nha cả nhà. Coi bà xui Brazil, tải bà xui Việt Nam ăn cơm gì, thì cơm này là cô giúp việc cổ nấu. Cơm này là nó sẽ rời. Cơm này cũng vậy, thì cơm trắng bình thường thì cũng sẽ rời. Này là khoai tây nghiền. Rồi. Bí đỏ. Cái này là gì quên rồi, đậu bắp. Cắt cắt khúc 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 xào. Đây. Đậu đen luôn luôn có trong mọi bữa ăn nha cả nhà. Cứ có cơm là phải ăn với đậu đen à, chứ không có ăn cơm không đâu. Rồi mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con mình nha. Cơm cơm bà đã xin nha. Cơm Brazil, thử thách cho mẹ ăn cơm Brazil như thế nào, mẹ nói mời cả nhà đi. Mời cả nhà nha. Mời cả Rồi, nhà. lần đầu tiên là mẹ mình là ăn Lần đầu tiên muỗng nĩa dạng vậy nè. Rồi mẹ ăn thử miếng cơm đi, cái tinh tí là nó nằm ở đây nè, cơm với đậu. Tức là mẹ thấy sao, giờ mẹ cho con cảm nghĩ không, mẹ thử cái đậu cơm với đậu trước không, cơm với đậu, cơm đậu thấy sao? Được. Nó hơi lần đầu tiên mà ăn cơm với đậu Không thì giỏi chấm vô. sẽ hơi khó ăn, mới chấm vô. Chó con làm sao? Nhập vào ra được. Cái nào cũng có bơ hả? Không, nó nấu bình thường lắm. Cái này có bơ nè. Nói chung thức ăn ở đây là không đường, không bột ngọt. Thì có cái khoai tây là sẽ có bơ với lại sữa. Còn này là nấu toàn muối không á. Gà này là chỉ có ướp ướp nghệ, cái lá gì á thì mình cũng biết là lá gì, muối, tỏi. Nói chung ăn ở đầu Bắc là tốt rồi. Nước ép nho. Hai mẹ con cứ nhìn nhau cười, mẹ thấy cơm cơm sao. Tại mẹ ở Việt Nam là chỉ có ăn cơm gạo dẻo thôi cả nhà, gạo dẻo mà phải nấu khô nữa, chứ còn cơm nhão cũng chê nha. Rồi qua đây thấy hộp cơm rời mà nó cứng cứng vậy là thấy đứng hình nữa. Cái đậu bắp họ cắt ra họ nấu mềm. Trời ơi, biết cắt bằng dao luôn, giỏi vậy. Tại vì nhìn cái này nè cả nhà, nguyên cái miếng ức gà, tại vì ở Việt Nam là mẹ hay ăn gà thả vườn
Nói chung là gà thả giường thì nó sẽ dai hơn. Thì cái ức gà này thì thường là nó hơi ngán. Mẹ thấy như sao? Được không? Mặn quá hả? Chắc bỏ hơi nhiều muối. Này bỏ hơi nhiều muối. Ăn vô. Đó con để ly nước nho mà kêu uống đi. Em mà cắt là mẹ. Cắt rồi không ăn à? Ăn đi chứ. Đấy. Ăn đi cho biết thức ăn Brazil. Mà cái đậu đen này á là người ta nấu mặn như cả nhà chứ không phải là mặt chè đâu. Mà người bên đây là đặc biệt là không bao giờ ăn chè đậu, không bao giờ làm món đậu mà ngọt, không bao giờ làm món đậu ngọt, chỉ có làm đậu mặn, ví dụ đậu làm salad hoặc là đậu nấu kiểu này, không bao giờ làm món đậu ngọt. Nóng ra ăn thế này. Cũng ăn được hết cơm với đậu về, giỏi quá. Nhưng mà thường cơm mình ăn bên đây là mình múc khoảng 3-4 muỗng, rưới đậu lên là đủ rồi, chứ không có ăn cả chén. Cả chén ăn sao nổi. Rồi họ sẽ ăn thêm củ quả vô, bí đỏ hay là khoai tây, khoai lang gì đó là no. Nè. Có ăn giùm không? Ăn không có hết cả nhà. Nhìn miếng ức gà mà giống như là thịt không, nó ngán. Sáng ra. Và đặc biệt đồ ăn bên đây là bữa cơm bên đây là không bao giờ có canh đi kèm nha, họ không có ăn canh. Vậy nên là mình phải uống cái gì đó. Không là nghẹn chết. Đang ăn được mẹ đấy. Để đi con ăn đi. Đây. Người mới qua Brazil và người ở Brazil lâu năm hơn sẽ ăn được nhiều hơn. Mới qua thì khó ăn nha. Natalia đang chơi với ông bà nội. Mẹ chồng ông đẹp hả? Mẹ mình khen mẹ chồng đẹp. Thực ra là mẹ chồng mình là người Bồ Đào Nha, được sinh ra bên đây. Ăn xong gì? Thì ở đây thường là cô giúp việc nấu xong rồi cả nhà ăn trước hết, rồi đến ăn xong hết rồi cô giúp việc mới ăn sau. Ăn hết rồi cả nhà. No, quá.
Nhìn nè. Abrasodendo. Ôm lại là ôm thống thiết không? Mẹ hơi gượng gượng. Còn người ta là bên đây là người ta cứ ôm nhau, người ta vui mừng vậy đó. Rồi. Còn mẹ mình thì sẽ là hơi ngượng á. Hơi sượng sượng á. Ok mời. À, mẹ chồng mình nói là mẹ mình nên đến đây nhiều lần hơn để chơi. Bye bye. Chào nghĩa là bye bye. Là mẹ chồng mình kêu là nhớ quay trở lại. Dạ, nếu quay trở lại đi ra về. À. Cái đứa vác cơ nè. Dạ.